Chào quý thầy cô giáo của các em học sinh thân mến. Hôm nay thầy lại trở lại với lớp các em ở cái môn thủ công lớp 3. Và như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong cái phần 2 của cái nội dung môn thủ công lớp 3 này. Bây giờ chúng ta lại bước vào phần thứ 3. Đó chính là nội dung mới. Mà bài học ngày hôm nay chính là cái bài đan nang. Tức là thầy sẽ hướng dẫn cho các em làm thế nào để chúng ta có thể biết được cái kỹ thuật đan nang là như thế nào. Sau đây mời các em đi vào phần nội dung chi tiết. Cái phần chuẩn bị dụng cụ. Tương tự như những nội dung trước, các em cần phải chuẩn bị cho thầy đó chính là giấy thủ công màu. Tiếp nữa là các em cần phải chuẩn bị đó là bút chì. Đến cái bài này thì cái cây bút chì thật sự cần thiết. Và cái dụng cụ thước kẻ nó sẽ phát huy hết tác dụng của nó. Tiếp theo nữa là dụng cụ chính là cái kéo. Nó sẽ giúp cho các em cắt theo những cái đường mà các em vừa kẻ đó một cách chính xác nhất. Sau cùng là hồ dán. Sau đây chúng ta đi vào phần thứ hai, đó chính là phần thực hành. Để đan nong mốt thì các em sẽ có những bước như sau. Bước thứ nhất, các em lấy tờ giấy thủ công màu tím hoặc là màu gì mà các em yêu thích. Sau đó các em cắt cho thầy là 9 nang giấy. Mỗi nang dài 11 ô và rộng 1 ô để chúng ta làm cái nang ngang. Lưu ý cho thầy, độ dài là 11 ô và chiều rộng là 1 ô. Sau đây chúng ta xem phần chi tiết. Cắt cho thầy làm 9 nang như vậy. 9 nang. Chiều dài là 11 ô và chiều rộng là 1 ô. Bước 1, lấy tờ giấy màu tím, cắt 9 nan giấy, mỗi nan dài 11 ô và rộng 1 ô để làm nan ngang. Sang bước thứ 2, các em lấy tờ giấy thủ công màu xanh lá, tức là cái màu khác với cái màu trước. Các em cắt làm 4 nan giấy, mỗi nan cũng dài 11 ô và rộng 1 ô. Để làm nang nẹp viền xung quanh. Để làm nang nẹp viền xung quanh. Xem phần chi tiết. Các em cắt 4 nang như vậy. Bước 2, lấy tờ giấy màu xanh lá, cắt 4 nan giấy, mỗi nan dài 11 ô và rộng 1 ô. Để làm nan nẹp viền xung quanh. Tiếp tục. Bước thứ 3. Các em cắt một tờ giấy màu vàng thành hình vuông có cạnh khoảng 11 ô. Và cắt thành những nan 1 ô để làm nan đứng. Lưu ý, chừa hàng phía trên rộng khoảng 1 ô, không cắt rời ra. Có nghĩa là các em cắt cho thầy một tờ giấy thủ công màu vàng hình vuông có mỗi cạnh là 11 ô. Sau đó các em cắt thành những nang có 1 ô, có chiều rộng là 1 ô, làm nang đứng. Và cái ô trên cùng là chúng ta không cắt để cho nó dính với nhau như vậy. Mời các em xem phần chi tiết. Đấy, 11 ô. Lưu ý cho thầy là hình vuông, các cạnh nó bằng nhau và có độ dài là 11 ô. Đấy. Sau đó các em cắt. Sau đó các em cắt.
Các em nhớ là cắt cho đến đây thôi và chừa lại để cho nó dính với nhau chứ nó không rời ra. Và như vậy là ta đã cắt được những cái nan dọc như thế. Bước 3. Cắt một tờ giấy màu vàng thành hình vuông có cạnh khoảng 11 ô và cắt thành những nan 1 ô để làm nan đứng. Lưu ý, chừa hàng phía trên rộng khoảng 1 ô, không cắt rời ra. Sang bước thứ tư, các em luồn các nan ngang này vào các nan đứng. Cách thức, các em lật các nan chẵn 2, 4, 6, 8 và 10. Luồn nan ngang vào. Kế tiếp, chúng ta lại lật các nan lẻ là 1, 3, 5, 7, 9 và 11. Lại luồn tiếp các nan ngang khác vào. Đẩy các nan cho khít với nhau. Lần lượt luồn tiếp cho các nan khác. Cứ như thế chúng ta làm xen kẽ nhau. Làm xen kẽ nhau. Mời các em xem phần chi tiết. Chúng ta lập nan chẵn 2, 4, 6, 8 và 10 lên. Sau đó chúng ta đưa cái nan ngang vào. Tiếp theo chúng ta lại lập những cái nan lẻ 1, 3, 5, 7, 9, 11. Đấy. Và tương tự như vậy chúng ta lặp đi lặp lại cái việc luồn nan ngang vào như thế. Đấy. Tương tự như vậy, các em luồn vào cho đến khi nào hết thì thôi. Và mỗi lần luồn vào như vậy thì các em nhớ đẩy lên cho nó xít với nhau. Đẩy lên cho nó xít với nhau. Bước 4. Luồn các nan ngang vào các nan đứng. Cách thức. Lật các nan chẵn 2, 4, 6, 8 và 10 lên, luồn nan ngang vào. Kế tiếp. Lật các nan lẻ 1, 3, 5, 7, 9 và 11 lên và luồn tiếp các nan ngang khác vào. Đẩy các nan cho khít với nhau. Lần lượt, luồn tiếp cho các nan ngang khác. Rồi, tiếp tục. Sau khi chúng ta đang xong các nan thì ta dùng 4 cái nan nẹp dán viền xung quanh để giữ chắc các nan bên trong. Mời các em xem phần chi tiết. Đấy, chúng ta sử dụng 4 cái nan mà chúng ta đã cắt ban đầu. Chúng ta dán viền xung quanh để giữ các nan này lại với nhau. Và như vậy chúng ta đã được một cái đan nong mốt hoàn chỉnh. Bước 5. Sau khi đan xong các nan, ta dùng 4 nan nẹp dán viền xung quanh để giữ chắc các nan bên trong.
Sau đây mời các em xem lại toàn bộ hướng dẫn. Bước 1. Lấy tờ giấy màu tím, cắt 9 nan giấy, mỗi nan dài 11 ô và rộng 1 ô để làm nan ngang. Bước 2. Lấy tờ giấy màu xanh lá, cắt 4 nan giấy, mỗi nan dài 11 ô và rộng 1 ô để làm nan nẹp viền xung quanh. Bước 3. Cắt một tờ giấy màu vàng thành hình vuông có cạnh khoảng 11 ô và cắt thành những nan 1 ô để làm nan đứng. Lưu ý, chừa hàng phía trên rộng khoảng 1 ô, không cắt rời ra. Bước 4. Luồn các nan ngang vào các nan đứng. Cách thức: lật các nan chắn 2, 4, 6, 8 và 10 lên, luồn nan ngang vào. Kế tiếp, lật các nan lẻ 1, 3, 5, 7, 9 và 11 lên và luồn tiếp các nan ngang khác vào. Đẩy các nan cho khít với nhau, lần lượt luồn tiếp cho các nan ngang khác. Bước 5. Sau khi đan xong các nan, ta dùng 4 nan nẹp dán viền xung quanh để giữ chắc các nan bên trong. Và như vậy là thầy vừa hướng dẫn cho các em các bước lý thuyết để làm thế nào chúng ta có thể đan nan ngốt. Như vậy, với các bước lý thuyết này, thì về nhà chúng ta có thể ôn lại thông qua phần mềm hỗ trợ dạy học ICBooks. Sau đó các em có thể thực hành thử, để rồi tuần tới khi quay trở lại, thầy nhắc các bước lý thuyết này thêm một lần nữa và sau đó thầy sẽ làm mẫu cho các em thấy. Chúc các em có một cái buổi học vui vẻ.